Hạn chế, hạn chế. Đây. Đây.
Hiển Cường đứng trên nè. Rồi chỉ đạo Hiển Cường đứng trên cho kia nó về. Nó về hưu đi. Lên trong được quốc đi. Anh là về hưu rồi, anh là coi như hết quấn rồi. Để dạ. Anh là về hưu rồi. Ê, đúng ra kìa. Đúng rồi, về sớm. Về hưu sớm vậy. Ngoại cho nó anh là về hưu rồi, anh không cầu quên. Ờ, à, thế. Hưu gì? Tại mà hưu anh. Chuẩn bị đi. Ờ, tôi chỉ chứng thực cho mấy anh mà tiếp mình vừa đại học mấy người đàn anh thôi. Tôi đã chỉ chứng thực cho mấy anh rồi là nổ nằm lay lay rồi nữa. Cho giao đi. Nếu ảnh này nếu ảnh vô ảnh chồng với ảnh đi. Ờ, tiếp bằng lăng kìa. Tiếp bằng lăng rồi, phải lên. À, tiếp bằng lăng kìa. Tiếp bằng lăng. Bằng lăng đúng không? À, bằng lăng. Bỏ vô góc. Đâu tiếng bằng lăng à. Đâu nha. Rồi, bằng lăng à. 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 Bằng lăng à.
một lần này cầm ai cái lép biên mà
quá. Không không. Đâu. Tám à. Tám không. Ai. 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 Ai